Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái bể terrarium hình đa giác này dùng để nuôi isopod kết hợp với lại terrarium luôn nha. Có một số bạn nhắn tin hỏi mình là hướng dẫn cách để chơi isopod trong bể terrarium. Ok, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái bể chơi terrarium mà có kết hợp nuôi isopod. Đầu tiên đó chính là đổ đất nền vào. Đất nền này thì mình có làm một cái video riêng hướng dẫn cho các bạn mới tập chơi isopod đó. Nếu mà các bạn chưa xem thì hãy xem lại bộ nền này nha. Chọn lũa là một phần không thể thiếu trong việc set terrarium và làm nhà cho isopod nó trú ẩn và nó trốn ở trong đây, nó sinh sản luôn. Đúng là một công đôi chuyện, vừa có thể set up được những cái layout để mình chơi terra và mình cũng có thể là làm nơi sinh sản để cho isopod nó trốn và phát triển ở trong này nữa. Tiếp theo đó chính là chọn hệ thực vật trong terrarium. Bởi vì mình có chơi isopod bên trong nên mình sẽ chọn những dòng rêu dễ chơi, dễ chăm sóc. Và quan trọng là nó bền với thời gian, như là rêu đầu trắng và rêu wheat bean. Và một cái cây bự bự mình đang trồng có tên là rấy đảo ngọc. Thì cái cây này nó sống và phát triển rất là trâu bò ở trong terrarium hệ kính và hệ mở luôn. Tiếp đến mình sẽ cho giớn vào để giữ ẩm. Giớn nó giữ nước gấp 3 lần trọng lượng của nó. Vì vậy nó được dùng để cấp ẩm cho bể nuôi isopod. Thêm vào đó mình sẽ cho một ít lá cây khô vào nữa nè. Nếu bể của các bạn hơi nhỏ thì các bạn có thể bẻ nát lá cây ra để một góc nào đó cho isopod, khi mà nó tới nó sẽ tung tăng nó ăn những cái này nha. Đến bước tưới nước cũng khá là quan trọng, bởi vì khi mà chúng ta đưa lượng nước vào để cấp ẩm cho isopod thì các bạn nên lưu ý, đó chính là chúng ta không nên tưới nước hết tất cả những cái nơi ở của isopod, mà chúng ta chỉ tưới một phần nào đó thôi, để mà khi isopod nó không thích ở chỗ ẩm ướt thì nó có thể tới chỗ khô ráo nó ở. Giống như các bạn không thích chỗ lạnh thì các bạn có thể là đi chỗ khác mát mẻ hơn các bạn ở vậy đó. Rồi, mình sẽ đi chọn một số dòng isopod để nuôi ở trong cái bể này để coi. Chị ông nâu 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 nâu, chị bay đi đâu, đây là con Amber Dusky, nó giống như con ong vàng vậy đó, nó chạy rất là đẹp luôn. Mình sẽ bắt một số dòng nuôi tạp chơi ở trong bể này, bao gồm Skyline, King Panda, Amber Dusky và Murina. Rồi, như vậy là đã xong rồi, tiếp tới đó chính là thả những em nó vô cái ngôi nhà mới nè. Đó, xong rồi đó, chạy đi. Đây là cái cách mà mình cũng thường hay sử dụng set terrarium cộng với isopod để mà nuôi. Nếu mà các bạn thích thì có thể làm một cái bể để trải nghiệm nha. Vừa ngắm cây phát triển, vừa ngắm rêu và lâu lâu nhìn những cái con isopod này nó chạy cũng rất là thích.